Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em lên video giới thiệu cho bác 7 cây máy cưa xích hàng Nhật bãi bên em vừa dọn xong rất là đẹp các bác nhá. Giá này rất là rẻ, từ 1.600.000 lô chữ Z 7 cây máy cưa. Thì đầu tiên có Makita giá rẻ này, cái này có 1.500.000, Etin, Hitachi, Shinawa 394 hàng thiếu thùng này. Hàng trên thì có Makita nòng đứng này, Tanaka và cây Shinawa hàng công suất lớn, phá rừng khai thác cũng cực kỳ đẹp. Rồi, đầu tiên bác nào mà xem video thì nhớ xịt like này, đăng ký kênh, bật chuông thông báo mà là 0862567746 bác nhé. Số liên kết sử dụng Zalo. Bên em thì bác ship hàng toàn quốc, đến đây bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, có hành lang điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng. Phụ kiện thì bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này. Đó, ba món theo kẹp, đến nơi bác cứ đổ xăng đổ nhớt đi test cưa thoải mái luôn bác nhé. Đó, đi cắt cây, lô 7 cây, hàng cực kỳ đẹp. Đầu tiên cây Z1 trước bác nhá, để bên này cho sáng. Đầu tiên cây Z1 thì em một cây hàng của Makita. Mã con này là Makita MDE335, con này công suất là 35cc. Cây này giá rất là rẻ luôn bác nhá, 1.600.000. Nòng này lòng 37 ly, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích dung 91. Đó, lam 14 inch bác nhá, lam Oregon luôn. Để bù vào con máy này thì hàng nguyên zin các bác nhá. Đó, thì hơi hám bên trong rất là đẹp. Bác nào mà không quan trọng về bề ngoài thì bác quan trọng bên trong. Tham khảo cây Z1 này, hơi hám cực kỳ đẹp, còn nguyên vân ngang. Cái đời này thì được trang bị là hàm rồng lốc nhôm, bố trắng tươi luôn các bác này. Đó, bố trắng tươi luôn các bác nhá. Để bù vào con máy thì nó không được đẹp, bên em lên một sợi xích mới cho nó rồi các bác này. Sợi xích này bác mua ngoài thị trường rơi tầm 250-300 á. Nó rất là dễ kiếm thị trường thôi. Xích chung nó sẽ cùng với xích điện, trọng lượng này 5 kg, chúng mình đi cắt củi gia đình, các bác đi cắt tỉa cành, tỉa quế, gỗ banh con này tầm 45-50. Makita chạy lợi xăng khỏi bàn luôn. Đó, cây này thì trọng lượng 5 kg, hàng nguyên zin ốc áng bác này. Đó, ốc áng còn nguyên hoa thị chống bếp. Makita là thương hiệu của Đức. Đó, cây này giá là 1.600.000. Bác nào mà kinh tế hạn hẹp hoặc là chưa sử dụng cưa bao giờ, hoặc bác nào mà mình đi cắt ít mà vẫn muốn sử dụng cây cưa ở trong gia đình thì có thể vào cây Z1 này, Make in Germany này, đóng 19 ốp đây các bác nhé, hàng của Đức. Rồi, 1.600.000 bao ship, test nổ bác nghe tiếng máy nhé, rất là nhảy nổ luôn. Trong cực kỳ đẹp luôn, còn nguyên vân ngang 1.600.000 bao ship, cái giấy rất là rẻ luôn. Makita chạy thì rất là lợi xăng luôn, 45 cô vanh còn này tầm 45-50 thoải mái luôn. Tiếp theo cây Z2 thì em một cây hàng của Etin, con này là Etin 011 AVT, con này công suất là 41cc, hệ tay lửng công suất lớn. Đó, thương hiệu số 1 thế giới. Cây này thì ngoại hình nó hàng bãi các bác nhá, không để tránh gỏi ố vàng này, mà hơi hám bên trong cực kỳ đẹp. Đó, cây này đời chạy 2 lá bạc, cây này công suất là 41cc, lòng 40 ly, hệ tay lửng công suất siêu khủng luôn. Dòng này hiểu trang bị lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích này chạy xích chung 91. Bác nhìn sợi xích đôi này, đó, xích này xích đôi các bác nhá. Đó, giúp công việc của bác khi cắt cây nó sẽ cắt nhanh hơn, đó, sắc hơn. Đó, mắt xích này dày luôn. Đó, một sợi xích cực kỳ là hiếm. Xích zin theo máy làm Etin. Làm thì nó không được đẹp nhưng mà làm rất là dày luôn các bác nhá. Làm Etin rồi. Đó, thương hiệu số 1 thế giới. Cái này là hàng của Đức. Cây này trọng lượng rơi vào khoảng 4.5 kg. Đó, cái này được trang bị là lốc nhôm này, rất là đẹp luôn. Hàm rồng, hàm riếc đủ nguyên quá nhá. Đó, cái này thì thắng tiếp hoạt động bình thường. Trước mình đi cắt khai thác phá rừng, cắt thuê, cắt mướn, hoặc nào thích sử dụng cái cưa nhẹ nhàng mà cắt khỏe, dòng này bác đi cắt gỗ banh này tầm 70-80, hoặc đi cắt thuê, cắt mướn, cắt công trình, Etin tua nó cực kỳ là cao. Cái thứ hai chạy rất tiết kiệm nguyên liệu luôn. Đó, giật nhảy nổ luôn các bác nhá. Cái này sử dụng động cơ. Đó, làm Etin này, làm zin theo máy. Phía trên là lắp nhớt xăng chạy nhớt các bác nhá. Để chạy máy phía dưới lắp nhớt lôi lam này. Đó, con này hơi hám bên trong cực kỳ đẹp. Đó, ngoại hình nó thì được con này được tầm 80% thôi, nhưng mà hơi hám bên trong còn được 95-96%. Rồi, cái Z2 đó là 2 triệu bao ship. Đó, Etin, Etin tua cao khỏi bàn luôn. Thank you.
nhé. Bác nào mà không quan trọng về bên ngoài có thể tham khảo cây Z2 này, Estin thương hiệu số 1 thế giới. Le gió thì bác gạt sang là đóng bác nhé, gạt sang là mở. Phía trên này công tắc thì bác gạt xuống, bác lưu ý nha bác nhé. Bác nào mà đến nơi mà không nổ bác cứ gọi cho em. Rồi, cây Z2 giá là 2 triệu bao ship. Đó, tiếp theo cây Z3 thì một cây hàng của Hitachi, con này là hệ tay dài. Mã con này là CS35ED, con này công suất là 33cc, hệ tay dài siêu nhẹ nhàng. Cây này trọng lượng rơi vào khoảng 4,2 kg. Dòng này thì được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích chung 91 lam Hitachi. Cái này hai ốc giữ lam, có luôn tăng xích trên lam các bác nhé. Bên đây em đây một sợi xích mới cho nó các bác này, đời Hitachi tay dài. Dòng này thì chuyên mà cắt leo trèo tỉa cành, bác cắt củi gia đình hoặc là cánh chị em phụ nữ sử dụng dòng cưa này. Bác nào mà chưa dùng cưa thì có thể tham khảo cây Z3 này. Đó, tem mác thông số xe đi. Máy thì được trang bị là bơm xăng phụ, hàng nguyên bản của Hitachi, tua cao. Con này nghe tiếng bô nổ rất là giòn các bác nhá. Đó, bô giòn như bánh đa luôn, trọng lượng nhẹ nhàng, ai có thể cầm được, cắt leo trèo tỉa cành. Nhưng em thấy cái dòng Hitachi này thì các bác cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều luôn. Đó, tiện lợi cắt củi gia đình, cắt cỗ banh đường kính này tầm 45-50. Rồi, cây tay dài có Z3 giá là 2.200.000. Bao ship test nổ bác nghe tiếng máy luôn nhá. Dòng máy cực kỳ là nhạy nổ luôn, bác em giật không? Đó, kéo lên thôi. Cái thứ hai chạy cực kỳ tiết kiệm bền nhá, dòng echo luôn, nó chỉ cần nóng một tí nữa thôi, bác giật lần rất là nhẹ nhàng luôn bác nhá. Giật lên khớp, nó có cái khớp thì bác giật nhẹ nên là nổ thôi. Cây Z3 giá là 2.200.000, bao ship hệ tay dài. Tiếp theo cây Z4 thì một cái hàng thiếu thùng luôn. Cây này là Shinawa 394. Đó, con này công suất là 40cc, lòng 40 ly, thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản. Đó, bác nào đam mê làm hàng sưu tầm, hàng đẹp, cái này phải đẹp tầm 95% luôn. Đó, cái này thì được trang bị lam bản dài mặt cắt là 40-45, xích là chạy xích chân 325 các bác nhá. Đó, cái này được trang bị lam Latin tản nhiệt của Shinawa. Đó, hai ốc giữ lam luôn. Đó, 394. Đó, Shinawa này. Dòng này thì ốc á nguyên zin, con này là ốc lục giác các bác nhé. Bác nào chốt thì em tặng bác lục giác luôn. Cây này thì được trang bị là lốc nhôm này, đó rất là đẹp, lốc nhôm hàm rồng bô đen nhám. Dòng này thì tem mác thông số suy đầy đủ luôn. Đó, chuyên mình đi cắt củi khai thác phá rừng, cắt thuê, cắt mướn các công trình, cắt gỗ banh con này tầm 101-102. Đó, cây này thì giật nhảy nổ này. Dòng này thì hệ anh em miền Tây chưa sử dụng dòng Shinawa này, cắt dừa khai thác gọi là cả ngày luôn. Đó, cây này trọng lượng của máy rơi vào tầm 5 kg. Cây này chạy thì dòng Shinawa, cái thứ nhất vòng tua sử dụng tua rất là cao. Đó, thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản mà. Đó, bác nào mà thích làm hàng sưu tầm hoặc mua về biếu tặng các bác nha. Bác nào mà chốt cây này thì em sẽ tặng các bác cái lam của Shinawa, làm gì làm máy thì em không cầm ra đây. Cái này là hàng nguyên zin nguyên bản, đẹp thiếu thùng. Cái này phía trước là lắp nhớt nuôi lam này, phía đằng sau là lắp xăng, bác đổ nhớt để chạy máy, trọng lượng 5 kg, tua cao, cắt 101-102 thoải mái luôn. Gọi là bác nào mà làm cường độ cả ngày thì tham khảo cây Z4 các bác nhá. Cái này giá là 3.700.000, bao ship trong cái hàng sưu tầm thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản. Test nổ bác nghe tiếng máy này, dây giặt dây riếc trắng tươi luôn. Nhật phải có giá ít nhất phải tầm 20 triệu các bác nhá. Đó, hàng đẹp như mới luôn. Đó, còn chưa có thuế. Rồi, cây Z4 giá là 3.700.000, bao ship, hàng đẹp thiếu thùng. Tiếp theo cây Z5. Đó, Z5 thì một cây hàng của Makita. Con này là Makita, hàng công suất lớn. Mã con này là Makita MDE MEA 4003 các bác nhá. Đó, Make in Germany này, hàng của Đức. Cây này công suất là 43cc. Rất là khỏe luôn. Dòng này thì được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91, hai ốc giữ lam. Bên em lên một sợi xích mới cho nó rồi bác nhá. Makita đóng trên tay này. Cây này là ốc áng hòa thị chống pét. Đó,
con này là hàng của Đức. Cái này thì được học là bô giảm thanh cách âm đó, hàm giờ lốc nhôm đó, hàm rồng lốc nhôm. Cái này thì bác nào mà làm công trình này, đi cắt công trình, cắt trong nhà kính thật êm, riêng dòng Makita lòng đứng này, con này là đời 4 số, tích hợp vào trục giật trợ lực lớn. Dòng này thì bác cứ giật nhẹ đây là nổ thôi. Bác nào đi phá rừng khai thác làm dòng máy cắt tầm trung, bác đi cắt tầm gỗ anh tầm 101, 102, giảm giật giảm rung lò xo các bác nhé, rất là êm luôn đó, cầm tay không bị rung luôn. Bơm xăng phụ này, cái này thì thắng theo hoạt động bình thường, dòng này bác cứ giật nhẹ nên là nổ thôi, xuống tua rất là cao, trọng lượng cái này rơi vào tầm 5 kg đó, bác cắt cả ngày luôn các bác nhé. Mà thì ta chạy rất là lợi xăng, tua cao, bô giảm thanh. Bác nào mà làm những công việc cần thật là êm, ví dụ gặt công trình ấy, bác cần êm con máy êm thì bác tham khảo cây này bác nhá, bô giảm thanh cách âm. Ở bên em đi một sợi xích mới cho nó rồi bác này, làm 40 mặt cắt 35, hai ốc giữ lam. Rồi cái Makita nòng đứng 4.343cc, cái này giá là 2.600.000, bao ship, test nổ bác nghe từ máy nhá. Dây giật dây giật cả trong tươi luôn. Rất là đẹp luôn. Bên em thì thử máy sẽ không đổ nhớt các bác nhé, rất là dơ nền, thứ hai là bẩn máy. Thì mà trước khi gửi em sẽ kiểm tra lại một lần nữa cho các bác luôn. Bô giảm thanh trong cái bô này quay lưới lọc đó, cắt nghe tiếng cực kỳ là êm luôn. Rồi 2.600.000 bao ship. Tiếp theo cây số 6, số 6 thêm cái hàng của Talaka. Con này là hàng công suất lớn, dòng này là đời nóng đứng. Con này là Talaka ECV 4501, con này công suất là 45cc, lát bản dài mặt cắt là 45550, xích là chạy xích chân 325, làm là tinh tản nhiệt quá nhá, làm rất là dài luôn. Dòng này thì bác đi chọc cây này sẽ xiếc thoải mái luôn, cắt thuê cắt mướn. Cái này chuẩn bị là hai ốc dự lam, tháng trước hoạt động bình thường. Cái này trọng lượng máy rơi khoảng 5kg bác nhá, siêu nhẹ nhàng mà công suất rất là lớn. Giờ cái này được tích hợp là van xả áp đó, mỗi lần giật bác ấn vào đây giúp các bác độ nhẹ nổ rất là cao luôn đó. Tem mác thông số xe đi này đó, bác nhận máy kiểm tra nhé, số cuối là 944. Cây này thì được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng, bô giảm thanh đó. Makita con này đời Talaka tua rất là cao, làm dài. Cái làm này bác đi xẻ siêu cua vanh con này tầm 20 25 30 gì đó đó, tua của dòng Talaka này cực kỳ là cao luôn, chạy tiết kiệm nguyên liệu, cắt thời cắt mướn đó, đi cắt phân đoạn. Cây Z6 giá là 2 triệu, con này giá là 3.200.000 đó, 3.200.000 bác nhá. Talaka cây này trọng lượng chắc phải tầm 5.2 5.3 kg thôi đó, 45cc, test đổ bác nghe tiếng máy này. Chúng ta cây cuối cùng, cây Z7 thì một cái hàng cực kỳ là VIP. Con này là dòng Shinawa máy công suất lớn. Con này là 1048S đó, đời bản short, bản đời 4 số. Con này công suất là 50cc. Cái này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 45-45, xích là chạy xích chân 325, làm là tinh tản nhiệt, hai ốc giữ lam bác nhé. Dòng này có thắng luôn bác này. Đó, một cây hàng Shinawa có thắng cực kỳ là VIP. Tỷ lệ là 100 cây mới có 1-2 cây có thắng xích các bác nhé. Cây này thì đây, tem mác thông số đây, E1048S đó, Make in Japan. Cái này được trang bị là lốc nhôm đó, lốc nhôm hàm rồng. Dòng này thì cho bác nào sử dụng dòng máy đi cắt thuê cắt mướn này, cả bác nào mà làm cường độ công việc trong thời gian dài, con này là dòng máy lớn đó, dòng này thì hệ như miền Tây, bác đi xẻ xiếc này, cắt thuê cắt mướn cắt phân đoạn vận cả ngày luôn. Trọng lượng cái này rơi vào khoảng 5.5 kg đó, đời trục giật trợ lực lớn, bác cứ giật nhẹ nên là nổ thôi bác nhé. Bác nào mà làm cường độ công việc khoảng là tầm 11-12 tiếng ngày, hoặc là cắt liên tục trong thời gian dài, cắt không ngừng nghỉ luôn, họ xin nó qua tua nó cao
đó, chạy lợi xăng. Đó, cây này phía trước lắp nhớt nuôi lam, phía sau là lắp xăng phá nhớt, các chạy máy luôn các bác nhá. Đó, cây này hàng cực kỳ đẹp. Đó, cây này đẹp tầm liên lạc này, hàng nguyên zin nguyên bản hết luôn. Đó, hơi cháu còn nguyên nga. Đó, cây này giá là 4 triệu bao ship. Đó, giá cái này dòng máy công suất lớn. Đó, bác nào dân chơi, bác nào chốt, con này em tắm ốp lam đầy đủ hết cho bác luôn. Hàm giờ con này lốc nhôm này cực kỳ đẹp, nó hơi xây xước một tí trong quá trình em xịt các bác nhá. Đó, cây Z7 giá là 4 triệu, test cho bác nghe từ máy luôn này. Cái dòng này bác cứ giật lên là nổ thôi, rất là nhẹ nhàng luôn, trục giật trợ lực lớn. Rất là êm luôn, bản chưa sót, bản turbo chạy cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu, dường dòng này. Cái này giá là 4 triệu bao ship. Đó, em xin phép kết thúc ở đây. Bác nào mà quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số hàng là 0862 567 746 bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.